Kính thưa quý vị, các thợ lặn của thành phố Orenburg nằm trong thảo nguyên xa xôi, cách xa biển hàng ngàn dặm, đã thử tài lặn của mình và đón mừng Giáng sinh vừa qua dưới đáy hồ bơi. Họ đeo thiết bị lặn và mang tất cả mọi thứ cần thiết cho một Giáng sinh vui vẻ dưới đáy hồ bơi. Có một cây Giáng sinh được trang trí độc đáo, một số thực phẩm, mũ Giáng sinh và thậm chí có cả rượu champagne. Để uống rượu champagne dưới nước đòi hỏi một số kỹ năng, nhưng điều đó không ngăn cản những người Nga này uống rượu thẳng từ chai trong khi quỳ trên sàn gạch hồ bơi.